Gia kính chào mọi người ạ. Thì hôm trước Trinh có nói với mọi người trong hứa là Trinh sẽ làm mọi người cái MV nhỏ nhỏ rồi đó. Tết châm yêu là sự mà làm người đi say say đến thế. Cứ có từ chắc con tự em nói đạo. Đi bằng mắn nhờ. Đi bằng chung rồi đó. Đi bằng mắn nhờ. Bao nhiêu mà mình không vui với nhau nha mọi người. Tại vì trên đây có ai người trên đây là nó hơi buồn với mọi người. Mọi người ơi thông cảm với Trinh nha mọi người. Chứ sao thì thật ra thì Trinh cũng không có quan tâm đến những cái lời nào mà người ta đồn về cái trang mạng Trinh mới hơi chiều. Trinh bị lỗi lúc khác với mọi người. Ôi, Trinh đã không dám lên tiếng về cái vấn đề này. Trinh nhận mọi người rất nhiều ạ. Cái clip mà Trinh nhận ra thì kiểu Kim nó cũng muốn về những người bạn trai cũ của Trinh đó mọi người. Người ta cố tình hãm hại Trinh, cũng đưa cái clip lên để phá vỡ cái uy tín như danh dự và những cái hợp đồng, cái show quảng cáo đắt tiền của Trinh đó mọi người. Cho nên là Trinh cũng bây giờ rất là bối rối luôn đó mọi người. Trinh có báo follow không? Dạ không anh? Ai thương tình thì follow Trinh thôi chứ Trinh làm có bán có lưu gì hết. Trinh là có bán là gạch ống nè. Gạch ống là vừa tiêm là chỗ lông dịch ấy lộn ngay chỗ thử đó mọi người. Và Trinh chào mọi người, những người mới xem nha. Và Trinh chào em Hoàng Anh, mẹ chào con nha Hoàng Anh chứ lộn. Chứ không đúng nó rất lẻ. Nắp đen quá hả? Nếu mà em thấy nó đen là nó đen. Em nhìn nó đen thì nó đen. Còn em nhìn nó trắng thì nó trắng. Thì chị không có được không có biết biết nào hết đó mọi người. Và cảm ơn các tình yêu của Trinh nha, để Trinh cũng được biết biết một mọc càng nha mọi người. Nó thăm hả? Thì em muốn nó thăm thì nó thăm đó em. Chứ chị đâu có thể nào mà làm trắng theo ý của em được. Thì mọi người hiểu không? Thật ra Trinh không có này nọ đâu. Trầm Lan nha mọi người. Nhưng chị lạ quá hả? Chắc là do cái thời gian chị ở trên trên cộng đồng để chia sẻ với mọi người nên là mình chị lạ hơn. Chứ tự thì cũng thế thôi hả mọi người ơi. Mọi người ơi, thì tôi là cái gì vậy quý vị? Là cái gì? Chị cảm ơn em đúng rồi, cảm ơn mọi người ạ. Và chị cảm ơn tất cả tình yêu trên vòng tay nha. Vòng tay thầm trao con chị thầm lắm em. Thế là con văn luôn mẹ chào con yêu của mẹ nha. Tại em bỏ mít cái nước môn mà cũng đèn đâu. Nếu không có tiền Twitter như thế nào á thì cũng vậy thôi chứ đâu có gì đâu bạn. Twitter thì làm cho mình bộ đến chút phía luôn. Chứ bạn có rất nhiều mang hàng làm cho mẹ nó hoàn toàn. Mình hàng nói chung cũng thương mẹ lắm nhưng mà kiểu ảnh chút gì ở đằng này mẹ của nó con ảnh nghe ghen quá mẹ cũng sợ luôn á mình chịu tin quá ồ nó dễ hơn quá mà ngồi không nó dễ hơn nó làm cho chị dễ hơn á cái dâu cái bên này ừ đúng là em có ăn cái dâu á cái đầu dâu mình á này đẹp. Cái này không có bị xấu, không có bị ố về. Để mua mọi người. Nhưng bữa mua gì dùng là mua à. Không có chị em không có này nọ đâu. Kiểu gì là tôi mua dùm bà liền vậy đó. Bởi vì thương nó lắm. Thương nó như là quế châu với là mọc chân vậy đó mọi người. Cái dâu nó giả lắm mọi người. Cái lô thịt mình, cái lô bình viên. Cái lô trứng.
trung tâm. Ủa tấm mình bị gì nó rối từ chiều giờ lại không được rồi. Ủa tấm nó hạn chế cho cái bình luận của mọi người, tin chuyên đọc không được nha. Mọi người ơi, mọi người thông cảm với tụi tự bây giờ Facebook lâu lâu nó cập nhật chứ không có thấy được hết bình luận nha. Chứ không phải là chung không muốn chào. Dạ xin chào Lê Hoàng Trung nha. Dạ thấy người cái người xem chỉ chào không mà chứ không có thấy được bình luận đó mọi người. Có dụng lát đi em tắt like xong các em dân coi từng cái bình luận một. Em nhắn tin, em thả tim. Em chúc mọi người mùa xuân rồi đó. Chào mọi người. Nó nhìn chị đẹp trai hả? Đúng rồi em chị tiêm hút ngon nam dòng người chị á. Nên nó nam tính ra thấy lo thật của mình. Chị là cái bí quyết những cái chia sẻ gì đó mọi người. Chị đang đắp phiền mát của Trần My đó em. Tem của Tết Châu Trần My. Thì gửi cho mùa hè nóng lực. Uống một ly mẫu kè mát rượu lòng ta đó mọi người. Chị không sửa mũi hả? Mũi chị đâu có tiền đâu mà sửa em. Chị còn có nghèo mà em. Nhà chị có tiền để sửa mũi. Chị đâu có tái trăm rồi trả 500 rồi đó. Không thấy được bình luận chán như có hiện lên cái chị nói nhầm màu nâu trầm, em cứ ra tưởng nó màu nâu trầm dữ lan. Hello Hằng Nhi nha, 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 Hằng nha. Thật ra chị cũng không biết đổi cái tơ nào cho ấy. Sao vậy? Mẹ nó. Tơ nào bây giờ? Chẳng len rồi đấy. Chị cũng biết cái tơ nào để làm cho mình đẹp hay không được. Cái này thì nó len lâu rồi đó. Tắt tư tơ cái mặt như quỷ chó nè. Hello anh Phương Phật nha. Bây giờ chị tách trâu rồi đó em. Hãy qua tách lại rồi đó. Lương Nguyễn Kỳ rồi đó mọi người. Nói chung là phải có tư tơ mới đẹp được em chứ. Trời ơi mặt tự nhiên sao mà tự nhiên cái nào đấy. Tắt tư tơ cũng xấu rồi đó. Đâu mà chị biết một người khen hay chồng chồng tự nhiên rồi đó mới ướp xanh rồi đó mới ướp cay em tết châu khi tên nào cũng được biết cũng quan tâm rồi đó có mấy cái mới cũng đẹp lắm. Cái kinh em bé rồi đó mọi người. Kinh như quấy trâu, quấy lầu rồi đó. Có tình yêu. Tự nhiên là mình cũng không biết là vấn đề nào đó. Tách trâm. Vui vẻ nha mọi người. Lỗ nào mà không trâu, lỗ làm trâu quá nha. Trương Hòa, Hòa Anh. Làm trâu quá. Làm trâu. Cũng ăn tàu đi. Là sao em chuẩn bị đúng hình nào vậy em? Lưu Nhật Linh nè, cái trâu nó muốn chế con nè, nó muốn chẳng trà lan rồi đó. Hỏi chị xưng với vậy ông chích em. Hồi chiều chị ra vùng trâm với chị hái Kiều Trâm á,
đó, những cái chân, cái ông chân bồ, ông bồ nó chích với chị á, nó đậu trên rậm chân bồ á, con ông bồ đậu trên rậm chân bồ chích vô con cái đầu của chị rồi đó. Tay chân chân gì đó, chạy la, Vũ Lan. Vũ Lan em nghe, mọi người. Trầm trả mi rồi, thái mi đi mọi người, vui vẻ đi, một mụn nổi quá trời rồi mọi người ơi. Ở hai bên đều đi. Hello Hùng Nguyễn, dạ em chào, dạ xin chào anh nha. Chị tài kem của bé Vũ My Trọng, ca sĩ Trầm My. Mua đen trăm ngàn hũ trắng lắm, đi châu Phi rồi đó. Hello Navi, chạy xe tao quá vậy cơ. Tốc độ hả, nữ hoàng tốc độ đúng không? Ui, chạy xe tự nhiên thôi em. Hello anh Đỗ thì dạ xin chào anh nhờ. Dạ xin chào. Thật ra thì không có ý được mình tất cả các thành viên của Trinh nha. Dạ xin lỗi ha. Mở nắp lua đi chị, cứ mở ra đi, mở nắp lua đi, cái nó lùn què gì chị rồi đó. Lâm Thiên Vũ là người nó bay dữ lắm nha mọi người. Làm cái chơi 12 con tẹo thì sao? Mà thức trắng đêm mà không ngủ được. Trầm thịt lũ tét châu trái á rồi nè, nè nè, con đi lên bằng chung nó hỏi bà nè. Mẹ ra sao? Chửi nó lại nguyên quá mọi người ơi, nguyên lắm luôn, thật sự nó rất là nguyên. Danh cặp cặp là gì, chửi tên gì lạ vậy? Danh cặp cặp, danh cặp cặp là cái sao quá gì chắc. Tất nhiên là chị ai biết cái chừng trăm ngàn là như đó đó em. Nó có chừng trăm ngàn là rẻ. Ê hẹn mà không đến vậy. Đâu em làm xong nãy giờ em chưa nói mà. Sao hẹn với Hương Thảo rồi không đến. Của Lan rồi đó. Lấy chim hả? Ủa sao chị chưa đi show nữa? Qua ôm chị đi. Đi rồi. Đi cho một vòng tay. Kiểu cái cây nè. Ủa em quay. Thôi. Lấy chậu quá. Thương chị lắm. Thịt lên trái chai. Tết trâu hôm nay giống xong chê kìa. Nó thích bà. Ok. Dặn quá vậy chị. Chắc tại chị ông chính hồi chiều với chị dâu đậm trong bầu chị hết trong rồi đó. Chồng rồi đó anh. Biết chú á à. Đúng kêu. Lạ với mọi người. Sao anh cũng lạ với chị. Cái tờ nào đẹp thì chị xài thôi em. Chứ chị thật sự tắt cái tờ mặc chị như quỷ. Hello sao con, hello con, yêu của mẹ rất giả lắm nha. Đi quà chơi đi con, vô anh sang nha anh. Từ từ cũng ngon quá mọi người. Ê, để cái tháng nó chảy không? Nhưng mà nó mình vô mình để tủ lạnh nha, mình cứ để về đi, để tủ lạnh về ăn. Cứ lo lợi lợi. Cũng chút ra lợi lợi cho nên sinh nhật ha. Sinh nhật vui vẻ với lợi lợi, càng ngày càng xinh đẹp và những hoài bão đi được hiện được. Mãi yêu lợi lợi, mãi thèm gọi cuốn của lợi lợi. Lợi lợi gọi cuốn á, chọn gì rồi, cái gì rồi, mẹ đó gì á. Cuốn gọi cuốn rất là ngon, mọi người mắm thì rất là trầm lan mãi luôn. Mắm rất là ngon, mắm đứt luôn, đứt chả. Đẹp phờ ra mặt trời luôn. Làm chân vẽ nha, đứt chậm nha. Lấy gì là em là chị mời. Lấy gì là ai cũng trả lời sao. Nhưng ra tách trâu nó là chim.
được cả người. Và chiều giờ đó là một chiếc tinh thần quên đó. Xe đi nó lắc rồi đấy. Quên luôn chỉ cho một cái mạng thôi. Giờ chiều chắc là có lẽ thì nó quan trọng gì mọi người, ai tiếp xúc mình thì người ta được người ta trông nó cũng như nếu mà mọi người nó dí nó đánh vào cũng kính như vậy cái mạng anh tám lồ. Dạ xin cảm ơn mọi người nha, ai quan tâm động viên và chia sớt những gì đó mọi người, tôi là tiệc finger rồi đó. Ủa cái này nó hồng dữ vậy ta, bầu trời tuổi thơ quá. Hồng Vũ Hoa Kim Tết Châu, em chào chị Nguyễn Ngọc Nhi. Dạ dạ em chào chị. Ủa sao nó dính cái hộp chân châu hết không em? Dính hộp chân châu mọi người cho nên là nó không có lơ nữa mọi người. Cái miệng ngang nó hơi trời hơi dùm hơi hết trơn rồi. Ăn uống là cái nhĩa nhão của ăn uống nó chào đúng mình không nước lèo. À, dạ, cái miếng đâu vậy? Ừ, có thể á. Kiểu là chùm chua dạ lan ở đâu cuối lên nha. Những hoa hồng quá chị, trời sao mà thấy được mà hồi hồng. Thở lồn ghê. Tôi đang mặc áo gì nữa, nhũ hoa hồng quá chị. Con khen mà con không có cái lồn chưa tới đó. Cái lồn đó bảo bảo này chào con nha. Cái lồn em gái yêu của chị Nancy Nguyễn. Nancy, em còn được có hoa hồng ở dưới gầm xe tải không Nancy? Chả không để ý. Không có chị em cái lồn quề gì nữa hết. Tao nhân danh là Bạch Cốt Tinh xuống là đi hút máu mày đi con đời. Tết châu được đó anh, Tết châu trầm dạ lan rồi đó. Hello Hiêu Viên Nguyễn nha, em chào anh. Dạ thì con chào cô Thân Ký Hà. Con chào cô ạ. Dạ con chào các tình yêu của con nha. Hôm nay con mới có 8 tuổi rồi các cô chú ơi. Tóc này dài quá hả? Trời ơi mới nói gì không dài, mới lộn. Mới nói thêm đó là bảy tấc đó, 70 cm đó. Hello Pháp nè, mẹ chào con nha con. Con hay vô Bình Luận nè, mẹ biết mà. Mà đừng có chửi nha con. Vì thế mấy đứa đi hay chọc mẹ nó cà khịa đó. Mình nó gửi những cái hình cơ quan sinh dục quá, mẹ chọc hết trơn à. Mẹ sợ hơn cái đó lắm. Có chân dính vậy. Con khầy là gì em? Ơi chị cho em chơi gì giống khỉ hả? Đúng gì lờ. Cũng được nha. Giống khỉ cũng đẹp nữa. Còn đỡ hơn không giống ai rồi đó. Tương mỡ đây chị, tương mỡ nào? Tương trầm lan, chả lã rồi đó. Ta lã với lờ rồi đó. Mắm cồn rồi đó. Không tốt chồng. Nhìn chị giống thấy Salem là sao ba? Gì cha? Nói gì cha? Hôm qua chị hỏi mà cái áo xếp lắm. Cái áo như cái lưới cá vậy đó, lưới cá biển vậy đó. Mẹ ơi, quăng keo, quăng keo, quăng keo, quăng keo. Cái lưng lưng lọc tiền mê, lúc này em bé của chị xinh lắm nha. Càng ngày càng xinh đó bé. Nhưng mà em lời hẹn với chị đó, em hứa sẽ giúp chị năm buổi diễn mà chưa thấy luôn. Thôi chị là không đòi đâu em.
đời đó. Chị trả đi, trả đi. Em cho em rồi đó. Tôi sẽ mua được đó. Đi tôi sẽ mua. Thôi bye bye mọi người nha. Mình nó có cái lệch chim mọi người. Quên chúc mọi người mới vui vẻ. Ô la la yêu.